Sống mạnh mẽ the 7 hạ of highly effective people của tác giả Stephen R. Covey là một trong những cuốn sách kinh điển về phát triển bản thân và lãnh đạo. Cuốn sách tập trung vào việc phát triển các thói quen để trở thành một người hiệu quả và thành công. Trong cuốn sách, Covey giới thiệu về 7 thói quen cần phát triển để trở thành một người thành công. Đó là một chủ động, hai bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí, ba ưu tiên cho điều quan trọng nhất bốn tư duy cùng thắng, năm lắng nghe để được thấu hiểu, 6 đồng tâm hiệp lực và bảy không ngừng rèn luyện. Cơ vây cung cấp cho người đọc các bước cụ thể để thực hiện các thói quen này, bao gồm cách tập trung vào mục tiêu, quản lý thời gian và ứng xử trong các tình huống khó khăn. Ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ đúng cách, cách thực hiện đàm phán và cách đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc sống mạnh mẽ là một cuốn sách phát triển bản thân và lãnh đạo quan trọng giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thức để phát triển các thói quen tích cực và trở thành một người hiệu quả và thành công